Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi những video clip của bên cửa hàng nhé. Và tất cả các sản phẩm khi đăng tải cho anh em thì đều giới thiệu cho anh em những cái mẫu đẩy bãi, từ những cái dòng đẩy bãi 2 kênh, dòng đẩy bãi nhiều kênh và công suất vừa, công suất lớn để phục vụ tất cả anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Thì nếu anh em đã đăng ký kênh của tôi thì anh em sẽ được cập nhật những video thường xuyên, hoặc anh em có thể tham khảo những video thường xuyên. Thì có những cái sản phẩm phù hợp cho anh em thì anh em có thể kết và chốt đơn. Và nếu anh em đang xem kênh, mới xem kênh thì anh em có thể tham khảo cũng như là ủng hộ kênh bỏ vài giây và ủng hộ cửa hàng bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like nhé. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng tôi tiếp tục có những cái mẫu đẩy bãi về cho anh em. Và cái phân khúc này thì cửa hàng tôi cũng đã bán rồi. Và trong những cái model này thì cũng được rất là nhiều anh em, sau khi hàng về, để hết hàng thì anh em có nhiều anh em đặt, thì bên cửa hàng có thông báo là khi nào có những cái sản phẩm này thì tiếp tục đăng video lên. Và nếu anh em xem được những video clip này thì anh em có thể gọi điện lại để chốt những cái sản phẩm này. Tại vì nhiều anh em là khi xem muộn thì những cái sản phẩm này nó lên đường rất là nhanh, bởi cái thương hiệu này là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng. Và đặc biệt là cái phân khúc cái dòng này thì nó công suất lớn cho anh em, từ những anh em chơi sự kiện cũng như những anh em chưa đỉnh thì anh em đánh con này đều là tốt cả. Và chất âm của nó thì không phải suy nghĩ, rất là hay, rất là mượt mà. Thì ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một cái thương hiệu, đó là thương hiệu Sun Sui. Và đây là cái mẫu 3 kênh, với 2 kênh full của nó thì công suất dao động khoảng 800W trên một kênh, và kênh xuất của nó thì trên 1000W trên một kênh. Vì vậy là tùy theo cái cấu trúc loa cũng như là thiết bị âm thanh thì anh em có thể đấu ghép rất nhiều các thiết bị. Thương hiệu Sun Sui thì bên cửa hàng cũng đã bán rất là nhiều các model, từ cái model 2 kênh SA702 này, tức là 4 kênh là A1200, và những mẫu 3 kênh này thì nó có model là S459 45-9 nhá. Và những cái model này là cái thuộc trong những cái model là được anh em cũng săn lùng rất là nhiều, nên khi anh em xem video clip thì anh em có thể chốt những cái sản phẩm này ngay. Bởi những cái phân khúc này thì khi đăng tải thì chắc chắn một điều rằng cũng rất là nhiều anh em hỏi. Và cái mẫu này thì đợt này về không được nhiều cho anh em nhé, thì anh em có thể lưu tâm những cái video clip này. Và thường thường thì bên cửa hàng sẽ báo giá cho anh em cuối video. Con này thì hai kênh full của nó thì sử dụng mạch class HD cao, và kênh sub của nó là sử dụng mạch class TD, một trong những mạch rất là cao cấp và đưa ra tiếng chất âm rất là sáng nhé. Về mặt mũi của nó thì hình thức cũng tương đối là đẹp anh em nhé, tương đối đẹp. Nó là một màu đen rất là đẹp. Sẽ quay về đằng sau cho anh em nhé. Con này thì đằng sau thì nó sử dụng cho anh em 3 tín hiệu vào, thì hiện tại tôi đang đánh ở kênh A và kênh C. Đây, cái nhà kênh C. Và trong cái new trick của kênh A này thì nó chung hai new trick nhá. Hai kênh chung là một cái new trick này. Thì cũng thông báo để cho anh em
có thể tham khảo. Ví dụ là khi chúng ta vào kênh A, kênh B thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái rắc lưu trích này. Một cái lưu trích này thì nó có chế độ 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Cũng tương đương như trên màn hình của anh em, 1 cộng 1 trừ các anh em đánh cho kênh A, và anh em vào 2 cộng 2 trừ anh em đánh cho kênh B. Thì trong một cái lưu trích này nó sẽ đánh được hai kênh, kênh A và kênh B cho anh em. Và kênh C thì nó chỉ đánh được 1 cộng 1 trừ, anh em vào 2 cộng 2 trừ là sẽ không đánh được, và có khi là nó sẽ chập loa cho anh em. Đấy là những cái kiến thức rất là cơ bản để cho anh em có thể tham khảo nhé. Cái này thì nó sử dụng thanh tản nhiệt bằng đồng hết xuyên suốt cả vấn đề sau, nên là cái đường tín hiệu ra loa nó sẽ tiết kiệm hơn cho anh em. Đấy, về vấn đề tản nhiệt thì con này rất là ok. Thì không để anh em chờ lâu, mở nội thất ra quay cho anh em luôn. Thì để một chiếc cục đẩy mà nó khỏe, đầu tiên anh em để ý quả nguồn. Quả nguồn này thì nó là quả nguồn size của nó thì size 2U anh em nhé. Và nguồn này đường kính khoảng xấp xỉ 24 cm, nguồn rất là chào áo luôn. Và phần tụ, tụ của nó thì rất là đẹp, anh em có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm này thì nó sử dụng hai tầng vỉ cho anh em. Tầng trên là sử dụng mạch class TD và tầng dưới là sử dụng mạch class H cho kênh A và kênh B. Rất là đẹp cho anh em nhé. Hàng nói chung là rất tuyển chọn cho anh em luôn anh em. Đấy, đẹp sạch sẽ cho anh em. Thì giá thành của những chiếc cục đẩy này thì sẽ báo giá để anh em có thể tham khảo trước khi cân đối chúng ta mua hàng. Giá của nó là 5.700.000. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới âm thanh bãi HD qua số máy 0396 855 89. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.